đại diện nhiều doanh nghiệp vận tải cho biết, việc đồng loạt kiểm tra tải trọng trên đường khiến các xe buộc phải chở đúng tải. Do đó, lượng hàng hóa bị dồn ứ lên tới 40%. Tình trạng này tương tự tại các cảng biển, khiến giá cước vận tải tăng lên. Còn theo Bộ Tài chính, giá một số mặt hàng tại các địa phương đã tăng từ 3 đến 10% vì lý do bù cho cước vận chuyển. Liên quan đến vấn đề này, Bộ Tài chính đã yêu cầu các địa phương tăng cường quản lý, bình ổn giá trên địa bàn, theo dõi sát thị trường để có giải pháp bình ổn giá kịp thời, đồng thời tăng cường kiểm tra việc quản lý giá, thuế, phí, đặc biệt đối với những hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu, mặt hàng bình ổn giá, mặt hàng thuộc danh mục kê khai giá như cước vận tải, giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, giá thuốc phòng và chữa bệnh cho người, xi măng, sắt thép, thức ăn chăn nuôi, khí dầu mỏ hóa lỏng.